tất cả quý vị thì nhu cầu được đi du học nước ngoài để được nâng cao trình độ, kỹ năng luôn là niềm mong mỏi và nhận được sự quan tâm của đa số các bậc phụ huynh và học sinh. Thì du học Singapore sẽ giúp cho sinh viên trang bị những kiến thức, tài năng cũng như là khả năng vượt trội, năng lực và những kỹ năng chuyên môn về quản lý và kinh doanh sẽ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các nhà tuyển dụng để trở thành quản lý và điều hành giỏi. Thì trong chương trình hỏi đáp du học hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Hồng Ly, đó là chuyên viên tư vấn đến từ công ty du học Tân Đại Dương, sẽ giúp cho các bạn sinh viên Việt Nam sẽ có thêm những thông tin về chương trình học tại Singapore. Thì xin chào chị Ly. Xin chào. Thì câu hỏi đầu tiên của chương trình là đến từ với anh Thành ở Cà Mau. Đó là khi quyết định du học tại Singapore thì vấn đề chọn trường chất lượng để khi học xong xin việc dễ dàng thật sự khá là quan trọng. Tân Đại Dương hướng dẫn giúp tôi cách chọn trường cũng như là trường nào phù hợp tốt cho tương lai được không? Thì đầu tiên xin chào anh Thành. Thì để đảm bảo cho sinh viên quyền lợi tốt nhất thì kể từ năm 2010, Singapore đã đưa ra chứng nhận EduTrade để khi bất cứ trường nào gặp vấn đề thì sinh viên quốc tế theo học sẽ được bảo toàn số tiền học phí. Và bộ phận thẩm quyền đánh giá cái chất lượng của các trường tư tại Singapore, gọi tắt là CPE, đó là Council for Private Education. Đây là một cái hội đồng quản lý trường tư thục tại Singapore. Thì hiện tại có hai cái chứng nhận EduTrade đánh giá dành cho các trường tư tại Singapore, đó là EduTrade 4 năm. Thì đây là một EduTrade dành cho những cái trường nào được đánh giá cao, uy tín, đạt chuẩn hội đồng CBA Singapore sẽ được cấp EduTrade 4 năm. Thì sau 4 năm thì CBA sẽ kiểm tra về chất lượng của trường là có đạt tiêu chuẩn như là ban đầu hay không. Nếu không đạt chuẩn thì sẽ bị hạ xuống trường có chất lượng thấp hơn, đó là EduTrade 1 năm. Và về EduTrade 1 năm là dành cho những trường tốt nhưng không đạt đủ các tiêu chí do hội đồng CBE Singapore đưa ra thì chỉ được cấp EduTrade 1 năm mà thôi. Thì sau 1 năm thì hội đồng CBE sẽ Singapore sẽ kiểm tra lại xem có được là nâng cao lên EduTrade 4 năm hay là vẫn giữ nguyên cái vị trí là EduTrade 1 năm hoặc có thể là không được tuyển sinh. Ngoài các trường công lập thì hiện nay hội đồng CBE Singapore cấp 50 trường chứng nhận EduTrade 4 năm và 60 trường EduTrade 1 năm. Thì do đó các bạn phải thận trọng hơn trong quá trình chọn trường tốt và chất lượng. Thì để có thêm cái thông tin chi tiết về trường nào EduTrade 4 năm cũng như là EduTrade 1 năm thì các bạn có thể truy cập website là tân-đại-duong.edu.vn để tham khảo chi tiết. Dạ vâng. Và tiếp theo đó là câu hỏi của chị Hòa ở Phú Yên. Đó là tôi nghe nói muốn học thạc sĩ MBA tại Singapore cần có kinh nghiệm. Nhưng tôi vừa mới chỉ tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Có trường nào học thạc sĩ mà không cần kinh nghiệm hay không? Xin chào chị Hòa. Thì Singapore hiện nay có rất nhiều trường đào tạo thạc sĩ MBA. Thì mỗi trường đưa ra những yêu cầu đầu vào khác nhau. Có trường yêu cầu là IELTS 6 chấm. Có trường lại yêu cầu cao hơn, đó là IELTS 6.5, tốt nghiệp đại học chính quy, có kinh nghiệm làm việc, hoặc có trường lại yêu cầu rất là nhẹ nhàng, đó là không yêu cầu kinh nghiệm. Thì với nhiều chương trình học thạc sĩ tại Singapore thì không biết là nên chọn trường nào, đó là một cái câu hỏi được đặt ra của rất là nhiều bạn muốn học thạc sĩ tại Singapore. Thì nếu mà để mà chi tiết hơn thì tại Tân Đại Dương có tổ chức một cái tuần tham vấn, thời gian là từ 10 giờ cho tới 12 giờ và buổi chiều là từ 15 cho tới 17 giờ. Địa điểm là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Thì các bạn có thể lên công ty trực tiếp để mà tham gia cái tuần tham vấn này thì sẽ được giải đáp tất cả những cái thông tin về các trường chuyên thạc sĩ tại Singapore. Dạ rồi, và tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Minh Việt ở Gia Lai. Đó là tôi đang tìm trường học MBA ở Singapore nhưng rất do dự về tìm trường. Tân Đại Dương tư vấn cho tôi xin lời khuyên về vấn đề này được hay không? Thì xin chào bạn. Thì Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn chọn trường thì xin bật mí với các bạn các lý do tại sao rất là nhiều sinh viên lại chọn chương trình MBA tại trường Nam Giang Singapore là điểm đến du học. Thì thứ nhất là vì học phí vừa phải, thời gian học lại là ngắn, tốt nghiệp bất cứ đại học nào ở Việt Nam đều được chấp nhận và không yêu cầu kinh nghiệm. Và cái ưu điểm đó là Anh văn yêu cầu IELTS là 6 chấm hoặc là tương đương. Nếu không có IELTS thì sẽ học Anh văn ở trường Nam Giang trước khi vào khóa chính MBA. Và một lý do nữa rất là đặc biệt, đó là chương trình thạc sĩ tại trường Nam Giang được ưa chuộng bởi yêu cầu đầu vào khá nhẹ nhàng hơn các trường khác. Nếu bạn không tốt nghiệp đại học mà chỉ tốt nghiệp cao đẳng có 5 năm kinh nghiệm làm việc thì bạn vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình thạc sĩ MBA tại trường Nam Giang. Và một cái ưu điểm đó là bằng cấp do trường đại học liên kết Federation giảng dạy và cấp bằng. Đại học Federation Australia là thành viên của Hiệp hội các trường đại học
thuộc khối Thịnh Vượng Chung, đứng thứ 2 trong top trường đại học tốt dành cho sinh viên quốc tế và đứng thứ 24 trong những cái trường tốt nhất ở Úc. Và trường Nam Giang là một trong số ít những cái học viện quản lý ở Singapore đạt được cái chứng nhận EduTrack 4 năm, một cái chứng nhận uy tín do Hội đồng Quản lý Giáo dục Tư thục Singapore cấp cho phép trường tuyển sinh quốc tế và bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế. Và tất cả các giáo viên của trường đều có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy. Hiện tại thì trường Nam Giang cung cấp các khóa học đa dạng từ chứng chỉ nè, cao đẳng nâng cao, cử nhân cho đến thạc sĩ và các khóa sau đại học. Học viện Quản lý Nam Giang được thành lập năm 2001, thì hiện trường nằm trong top 10 trường tư thục được yêu nhất Singapore đó Trâm. Dạ rồi, vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Hồng Ly. Và còn bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục du học cũng như là điều kiện ra sao thì các bạn cũng có thể đến ngay với văn phòng công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hay là chúng tôi còn có hai chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com, hoặc nhanh nhất các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ qua du học của công ty Tân Đại Dương. Và tiếp theo trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với một tân du học sinh Singapore, đó là em Nguyễn Đức Huy. Thì ngay bây giờ đây mời các bạn cùng trò chuyện với Đức Huy nhé. Chào Đức Huy. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Nguyễn Đức Huy, hiện nay mình đang học trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao là Huy lại chọn Singapore làm điểm đến để du học? Theo mình nghĩ thì Singapore là một đất nước khá gần Việt Nam và chất lượng giáo dục của nó cũng là thuộc hàng đầu trên thế giới, thế nên mình chọn Singapore làm điểm đến du học của mình. Ở Việt Nam thì em đã hoàn tất lớp 11 rồi. Dạ. Thì không biết là qua bên sinh em sẽ học tiếp chương trình gì? Qua chương trình bên sinh thì mình sẽ học tiếp theo đó là Anh văn và tiếp theo đó là Dự bị. Là em qua đó mình sẽ ở đâu em? Em gia đình em sau khi hỏi kiến thì gia đình chọn quyết định chọn cho em ở ký túc xá. Ký túc xá gần trường đúng không? Dạ. Thì vào những thời gian rảnh thì Huy thường làm gì? Ở đây thì ngoài thời gian rảnh thì em thích chơi thể thao. Cái môn thể thao nào mà được Huy yêu thích nhất? Theo em nghĩ là em chơi tốt nhất là bơi lội. Bơi lội. Dạ. Mình đã có tham gia cuộc thi nào chưa? Chưa. Rồi qua đâu thì Huy biết được dịch vụ của Tân Đại Dương em? Em sau khi tham khảo ở trên website và người thân giới thiệu cho em một công ty khác, nhưng mà theo em nghĩ Tân Đại Dương tốt hơn. Đại khái cảm nhận của Huy khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì như thế nào? Cảm nhận của em khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương đó là Tân Đại Dương thì yêu cầu hồ sơ cũng rất là đơn giản mà đi lên dài dài cũng gần, nên em đi lại thường xuyên cho đến khi mà kết thúc hoàn tất hồ sơ thì cảm giác chờ đợi rất là hồi hộp vì chờ gần một tháng trời mới có được hồ sơ. Chị cảm ơn những chia sẻ của Huy nha. Dạ. Chúc em qua Singapore học tập thật tốt. Dạ, ha. Cảm ơn chị. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe chia sẻ của em Đức Huy. Và nếu như mà các bạn đang thắc mắc phân vân không biết là thủ tục hồ sơ du học Singapore như thế nào và điều kiện đầu vào của các trường ra sao thì hãy liên hệ với các chuyên viên tư vấn Singapore của Tân Đại Dương theo địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là ở Nha Trang. Các bạn có thể tới địa chỉ gần nhất. Và thông tin về trường thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.